Trưa ngày hôm qua, người phụ nữ này đang sử dụng máy xay thịt thì đã vô tình đưa ngón tay vào trong máy xay và đã khiến cho bàn tay bị cuốn vào trong máy xay thịt. Ngay khi mà sự việc xảy ra thì cô cũng đã biết ngắt cầu dao điện và tắt cái máy để tránh những tổn thương nặng hơn. Và các bác sĩ ở đây cũng đã ngay lập tức là xử lý bằng cách phẫu thuật và tháo và bỏ cái phần máy đã dính ở trên cánh tay. Các bác sĩ cũng đã phải xử lý là bỏ đi 4 ngón tay và giữ lại được 1 ngón tay. Đây cũng là một trong những điều để lưu ý đến rất là nhiều người dân khi mà sử dụng những cái phương tiện máy móc như là máy xay thực phẩm thì có rất dễ có thể bị chủ quan và dẫn đến những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra.